Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lật tẩy chuyện Xá Lợi Tóc Phật chuyển động. AFA tiếng Việt ngày 10 tháng 1 có bài Chuyện Xá Lợi Tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar. Theo đó, chuyện Xá Lợi Tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar, vì nếu có chuyện như vậy xảy ra thì sẽ trở nên nổi tiếng và được truyền thông nước này đưa tin. Các nhà báo thuộc ban tiếng Burmese Myanmar của AFA tìm hiểu và khẳng định. AFA nhắc lại sự kiện Xá Lợi Tóc Phật tự chuyển động ở Chùa Ba Vàng, trở thành tin nóng trong những ngày cuối cùng của năm 2023. Xá Lợi Tóc Phật này được Chùa Ba Vàng công bố là mượn được từ Myanmar. Hình ảnh bài trên AFA. Phóng viên ban tiếng Việt của AFA nhờ các đồng nghiệp kiểm chứng được thông tin mà Chùa Ba Vàng cung cấp trên các phương tiện truyền thông xã hội và nhận được email trả lời khẳng định không có chuyện hiện tượng Xá Lợi Tóc Phật tự chuyển động như vậy ở Myanmar. Nếu đúng là như vậy, nó có thể đã lan truyền rộng rãi giữa các tín đồ Phật giáo trung thành của Myanmar. AFA dẫn thêm lời của một tu sĩ Phật giáo, thành viên của Hội đồng Tăng già Phật giáo tối cao Myanmar, nói trong điều kiện giấu tên rằng bất kỳ xá lợi nào xuất hiện đều là do tin tưởng vào một điều gì đó vô lý. Mọi người nên sử dụng lý luận của riêng mình để nhận định việc đó có thực hay không. Theo AFA, truyền thuyết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo trao 8 sợi tóc của mình cho hai thương gia người Myanmar được hầu hết các Phật tử sùng đạo ở Myanmar tin tưởng và lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Tuy nhiên, các nhà sử học hàng đầu của Myanmar cho biết không có bằng chứng lịch sử và khảo cổ nào chứng minh cho truyền thuyết này. Hình ảnh Phật tử chiêm bái Xá Lợi Tóc Phật tại Chùa Ba Vàng. Phóng viên AFA, ban tiếng Burmese đã tìm cách liên lạc với Bộ Tôn giáo của chính quyền quân sự Myanmar để hỏi về vấn đề này, nhưng người phát ngôn từ chối bình luận. AFA tiếp tục cung cấp thông tin về tu viện Chùa Barami và Bảo tàng Quốc tế Xá Lợi Phật Barami. Đây là nơi mà Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng khẳng định đã mượn được Xá Lợi Tóc Phật. Đồng nghiệp Myanmar cho biết tu viện này nằm ở South Okalapa, Yangon, và người dân nơi này gọi đó là tu viện Bảo tàng Xá Lợi. Nơi đây có nhiều du khách, phần lớn là du khách nước ngoài từ Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka. Vị sư trụ trì trước đây đã qua đời trong dịch Covid-19. Ông được nhiều du khách quốc tế biết đến. Dưới thời của người kế nhiệm, cơ sở này đón ít khách đến viếng thăm hơn. Phóng viên AFA không thể kết nối được với phát ngôn nhân hoặc người có trách nhiệm của cơ sở tôn giáo này. Hình ảnh sư Thích Trúc Thái Minh và người được cho là thượng tọa Sayadaw Uwebula, trụ trì của Barami, Myanmar, cung thỉnh Xá Lợi Tóc Phật tại Chùa Ba Vàng. AFA cho biết mặc dù câu chuyện Xá Lợi Tóc Phật tự chuyển động rầm rộ ở Chùa Ba Vàng và trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam, tuy nhiên phía truyền thông Myanmar không hề đưa tin tức gì về chuyện quốc gia này cho phía Việt Nam mượn quốc bảo về trưng bày. AFA dẫn báo Giác Ngộ Online của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa tin vào chiều ngày 4 tháng 1, theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có nhiều phiên họp tại trụ sở, thảo luận về việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về vụ trình bày Xá Lợi Tóc Phật. Tại đây, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi và sám hối trước giáo hội. Giáo hội Phật giáo chấp nhận lời sám hối của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời yêu cầu vị này và Chùa Ba Vàng không được tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Dư luận thắc mắc, lần trước khi sư Thái Minh bị kỷ luật và phải sám hối vì tổ chức giải vong cúng oan gia trái chủ thì bị cách hết mọi chức vụ trong giáo hội, chỉ còn lại chức trụ trì Chùa Ba Vàng. Nhưng lần này, sư Thái Minh không bị cách một chức vụ nào, chỉ không tổ chức sự kiện trong vòng một năm. Tại sao mức kỷ luật lại nhẹ hều như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Lật tẩy chuyện Xá Lợi Tóc Phật chuyển động. Những quan điểm về việc Việt Nam đàn áp tôn giáo. Ngày 8 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài quan điểm về việc Việt Nam vẫn trong danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo. Theo đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt do các vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời Linh Mục Đặng Hữu Nam nêu quan điểm. Với quan điểm của tôi, về những gì diễn ra tại Việt Nam thì rõ ràng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Thứ nhất,
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu tôn giáo phải đăng ký. Đó là bước không có tự do tôn giáo, bởi theo hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng là quyền của con người, không phụ thuộc vào bất cứ định chế nào của xã hội. Còn với những tôn giáo đã được thừa nhận ở Việt Nam, thì hỏi có được tự do hay không? Tôi trả lời là không. Với chế độ cộng sản vô thần thì không thể có tự do tôn giáo. Vì vậy, tôi rất đồng ý với việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Giai đoạn đầu tiên là bất cộng đới thiên. Giai đoạn thứ hai là họ biến tôn giáo thành phương tiện, công cụ của nhà cầm quyền để phục vụ cho nhà cầm quyền. Thời kỳ thứ ba là họ tục hóa, họ giải thiên các giá trị tâm linh của tôn giáo, biến tôn giáo thành một hội lễ hơn là đức tin. Đó chỉ là bề ngoài chứ không phải là tâm linh. Bước tiếp theo là họ đánh bẫy, làm tha hóa các vị chức sắc tôn giáo, làm mất tính khả tín nơi các vị chức sắc tôn giáo, từ đó làm mất khả tín nơi những người xung quanh và ngay cả tín đồ của tôn giáo đó. Đó là những gì mà chúng ta đang thấy nơi các tôn giáo tại Việt Nam. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. AFA cho biết từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã cử một đoàn công tác liên ngành và các chức sắc tôn giáo đến Hoa Kỳ để trao đổi về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo và đề nghị Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Dẫn đầu đoàn là ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nói với truyền thông nhà nước, ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, chúng tôi đã đưa ra lập luận cụ thể, chặt chẽ đối với những nhìn nhận đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo tại Việt Nam do các tổ chức cá nhân của Hoa Kỳ nêu ra và đề nghị phía Hoa Kỳ không ủng hộ hay sử dụng thông tin một chiều từ các cá nhân tổ chức người Việt phản động lưu vong tại Hoa Kỳ. AFA dẫn lời Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, theo tôi là làm vừa ý một số dư luận nói Việt Nam vi phạm một cách liên tục và trầm trọng về vấn đề tự do tôn giáo. Tuy nhiên, dù biết Việt Nam vi phạm trầm trọng, nhưng Hoa Kỳ không có biện pháp chế tài một cách mạnh mẽ. Chuyện lên tiếng thì theo tôi chỉ là cho có lệ, còn Việt Nam có thay đổi hay không thì Hoa Kỳ cũng chỉ cho qua mà thôi. Điều đó làm chúng tôi rất buồn và ít tin tưởng. Hình ảnh Hòa Thượng Thích Không Tánh chứng kiến cảnh chùa Liên Trì đổ nát do bị Cộng sản đập phá. Luật sư Đặng Đình Mạnh được AFA dẫn lời cho rằng sự đàn áp của chính quyền thể hiện bằng rất nhiều thủ đoạn, kể cả việc họ thành lập các tổ chức giáo hội dưới sự chi phối toàn diện của chính quyền để thay thế cho các tổ chức giáo hội được thành lập bởi chính các nhà tu hành. Đồng thời, họ đưa vào giáo hội đó những nhà tu hành giả mạo để lũng đoạn, bôi nhọ và gây mất uy tín cho các tôn giáo. Bên cạnh việc ban hành các quy định pháp luật về tôn giáo, thì chính quyền Việt Nam có những động thái kết nối cởi mở với các thực thể tôn giáo quốc tế như Vatican hoặc cho phép xây dựng tôn tạo những công trình tôn giáo cũ. Chúng đều là những hành xử mang tính cách hình thức một cách tinh vi để che đậy sự đàn áp và phá hủy tôn giáo trong nước mà thôi. Cho nên, việc chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là hoàn toàn chính đáng và cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những quan điểm về việc Việt Nam đàn áp tôn giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d